Trong 2 ngày, từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 8, xã Phú Hữu, huyện An Phú tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024. Bà Quách Tố Giang, Bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện An Phú, ông Trang Công Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến dự. Phát biểu khai mạc diễn tập, bà Quách Tố Giang, Bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện An Phú nhấn mạnh, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ có ý nghĩa chính trị quan trọng, vì thế phải xem đây là tình huống có thật, có thể xảy ra trên địa bàn, từ đó có thái độ đúng đắn, tinh thần khẩn trương, ý thức, cảnh giác, trách nhiệm cao. Thực hành diễn tập đúng nội dung, ý nghĩa diễn tập, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Qua đó, địa phương rút ra bài học kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cấp ủy chính quyền, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng xử trí các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh trên địa bàn, nhằm xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024 xã Phú Hữu với các giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuẩn bị chiến đấu, phòng thủ và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Phú Hữu.